Ryomen Sukuna là phản diện chính ở thế giới chú thuật sư và lượng fan của Vua Nguyền Hồn cũng không hề thua kém Gojo Satoru, nhất là khi hai cái mạnh nhất Jujutsu Kaisen đã có trận chiến lòng trời lỡ đất. Và có lẽ khi mà cái thuật thức bá đạo của ông thầy dí nhố còn có thể bị xuyên thủng thì giờ đây kẻ mạnh nhất phải là Ryomen Sukuna, dù đã phải thay đổi hình thái để chiến đấu với Kashimo sau khi trọng thương ở cuối trận đấu trước Gojo, nhưng có lẽ đó vẫn chưa phải là 100% sức mạnh mà Sukuna đã dùng lúc Vua Nguyền Hồn còn đối đầu với Gojo. Và giờ đây với hình thái khởi nguyên, Sukuna được cho là đang dùng hết tất cả sức mạnh còn lại để tiếp đón phe Yuji, nhất là khi nhân vật chính cũng dần lộ ra con bài tẩy mà xưa nay cậu chưa từng sử dụng. Dù đó là gì thì cũng phải thực sự ấn tượng nếu muốn đánh bại cơ thể bốn tay hai miệng của kẻ mạnh nhất lịch sử Jujutsu Kaisen. Cơ thể này được tác giả miêu tả là có trạng thái tốt nhất để chiến đấu với bất kỳ đối thủ chú thuật sư nào, khi mà cái miệng thứ hai của hắn có khả năng cường hóa chú thuật bằng những câu niệm chú liên tục của mình. Chiếc miệng này từ thời xa xưa cũng đã trở thành một biểu tượng đáng sợ, đã làm nên danh hiệu khác nhau của Vua Nguyền Hồn. Và thực chất với nhiều chi tiết đã xuất hiện về cơ thể khởi nguyên của tên phản diện trùm cuối này thì cái miệng thứ hai thực sự đã làm dấy lên nhiều sự chú ý trong cộng đồng Jujutsu Kaisen. Vậy thì với cái miệng này sẽ thể hiện thêm những vai trò gì trong quá trình chiến đấu của Sukuna, và tai tiếng của nó từ thời xa xưa có liên quan gì đến thời điểm hiện tại? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Tổng quan về hình thái tối thượng. Chưa rõ lý do Sukuna quyết định dùng đến hình thái khởi nguyên của mình là vì trọng thương hay là Gojo đã khiến hắn hứng khởi tới mức nghĩ rằng Kashimo sẽ đủ mạnh để gây ấn tượng như cái cách mà chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại đã làm, hoặc cũng có thể là vì Kashimo đã thay đổi hình thái của mình tới một giới hạn mà con người không thể đạt được, nên Vua Nguyền Hồn mới quyết định flex sức mạnh của mình và chứng tỏ rằng mình mới là kẻ sở hữu sức mạnh toàn diện nhất. Dù gì đi nữa thì hình thái khởi nguyên của hắn cũng vượt trội hơn Kashimo ở mọi mặt, và chỉ việc chiêm ngưỡng nó thôi cũng phần nào khiến Kashimo phải mãn nguyện. Tất nhiên là Kashimo không thể nào có đôi mắt xịn nhất như của tác giả, mà phân tích chi tiết cụ thể cho chúng ta như qua tia X-ray có được từ huyễn thú hổ phách thì ắt hẳn chú thực sự mạnh nhất thời Edo cũng là một người được đánh giá là đáng tin cậy trước một thực thể toàn năng như Vua Nguyền Hồn. Bởi lẽ để trở thành người mạnh nhất thời Edo thì Kashimo không thể nào không nỗ lực bằng tất cả quyết tâm của mình được. Và trong đôi mắt của huyễn thú hổ phách, Kashimo hiểu được để có được thứ mà Sukuna đang có là phải đạt được cảnh giới tối thượng như thế nào. Đối với một người đam mê sức mạnh như Kashimo thì tất nhiên chi tiết trên cơ thể Sukuna là hoàn mỹ tuyệt đối. Việc này bao gồm cả cái miệng thứ hai của hắn, khi mà việc niệm chú có lợi thế khá lớn trong việc chiến đấu ở thế giới chú thuật. Chỉ có điều để có thể lấy được lợi thế này thì người sử dụng phải đánh đổi một khoảng thời gian khá là đáng kể để có thể hoàn thành quá trình này. Thế nhưng với cơ thể khởi nguyên thì Vua Nguyền Hồn hoàn toàn có thể khắc phục được những bất lợi mà việc niệm chú đem lại khi mà hắn sở hữu chiếc miệng thứ hai và cho phép Sukuna niệm chú không ngừng nghỉ, trong lúc đồng thời vẫn có thể chiến đấu tay đôi với đối thủ. Ngoài ra nếu nói về đôi tay thứ hai của cơ thể hoàn mỹ này thì nó còn giúp Sukuna áp đảo đối phương có sức mạnh vật lý gần giống mình, bởi lẽ hắn có thể tăng tốc độ ra đòn nhanh gấp đôi cơ thể bình thường. Hơn nữa, nếu không cần quá nhiều lợi thế cận chiến thì Vua Nguyền Hồn cũng được phép dùng đôi tay còn lại để kết ấn và gia tăng đáng kể hiệu quả từ bất kỳ thuật thức nào mà hắn muốn sử dụng. Có thể thấy khả năng chiến đấu bằng cơ thể khởi nguyên này là hoàn hảo như thế nào, một minh chứng cho vị thế tuyệt đối của Vua Nguyền Hồn trong thế giới chú thuật. Nhưng chưa hết, khả năng mà Vua Nguyền Hồn có được từ cơ thể khởi nguyên vẫn còn chưa được thể hiện ra hết, bởi hình ảnh của chiếc miệng thứ hai còn mang tính tượng trưng trong sức mạnh thực sự của Vua Nguyền Hồn. Chiếc miệng thứ hai của Sukuna có vai trò gì? Ngoài việc cho phép Vua Nguyền Hồn niệm chú một cách đồng thời với hành động chiến đấu thì nó cũng thể hiện một mặt khác trong khái niệm sức mạnh của hắn. Sukuna từng có một danh hiệu khác ngoài vị vua của những lời nguyền, đó là một vị thần tà ác, tham lam tới độ muốn hấp thụ tất cả mọi thứ. Chiếc miệng thứ hai của cơ thể khởi nguyên cũng nằm trên bụng hắn, thể hiện ý định hấp thụ mọi thứ nhanh nhất có thể. Và vì không bị giới hạn trên một khuôn mặt nên có vẻ như chiếc miệng này có kích thước khá là to, hình dáng cùng hàm răng kỳ dị của nó cũng rất tương đồng với ngôi miếu đặc trưng tồn tại trong lãnh địa Phục Ma Ngự Chủ Tử. Ngôi miếu sở hữu tới 4 cái miệng tượng trưng cho 4 lối thoát của nó, thể hiện rõ ràng ý nghĩa tham lam muốn hấp thụ tất cả vào bên trong. Thông thường miếu 4 cổng hay miếu tứ quan sẽ biểu hiện sự bao dung và lòng nhân từ, muốn đón nhận tất cả tín đồ của mình. Nhưng dưới sự sở hữu của Vua Nguyền Hồn, hắn đảo ngược hoàn toàn khái niệm này và thay thế bằng sự tàn ác tột độ của hắn. Giống như những truyền thuyết khác thì yếu tố đảo ngược mang cho mình ý nghĩa đáng sợ khi áp dụng trong vấn đề thiện ác. Có lẽ nó có liên quan đến lý do vì sao mà Vua Nguyền Hồn có được cơ thể hoàn mỹ này. Nếu các bạn có xem qua video trước của mình làm về giả thuyết Sukuna có anh em sinh đôi thì việc này cũng có liên quan một chút đấy. Cụ thể là cái tên Ryumen Sukuna thực sự được lấy cảm hứng từ một truyền thuyết ngoài đời, và vị thần này là một cặp sinh đôi. Rất có thể
Trong quá khứ, chính Sukuna trong Jujutsu Kaisen cũng đã từng tồn tại dưới dạng song sinh, và giống với chúng ta đã thấy ở bộ truyện thì khái niệm song sinh là một điểm gỡ trong thế giới chú thuật. Điển hình như là trường hợp của Maki và Mai, những cặp song sinh thường được xem là một cá thể duy nhất, và để Maki bộc phát toàn bộ thiên bẩm thì Mai phải hy sinh bản thân, và Maki cảm thấy như Mai đã hòa làm một cùng với cô. Đồng thời theo giả thuyết này thì có lẽ nó cũng lý giải vì sao Vua Nguyền Hồn sở hữu bể chú lực khổng lồ như vậy. Mặc dù với cái danh hiệu Vua Nguyền Hồn thì không có gì lạ lắm khi hắn có nhiều chú lực nhất thế giới chú thuật, nhưng nếu mà gấp đôi cả Yuta thì cũng có phần hơi lố. Phải chăng trong quá khứ Sukuna đã từng ăn cả chính người sinh đôi của mình, đồng thời sở hữu lượng chú lực bất thường? Không những thế, Sukuna trong cuộc đối thoại với Kasimo còn nhắc tới việc hắn từng là một đứa trẻ ngoan không ai mong muốn. Ngoài ra, trên màn ảnh anime gần đây cũng nhắc lại vẻ bất ngờ của nguyên hồn đặc cấp Jogo khi thấy Sukuna dùng được thuật thức điều khiển lửa ngoài những đòn cắt trảm và bát của hắn. Rõ ràng đây không phải là thuật thức chính của Vua Nguyền Hồn, và để có được thuật thức khác, phải chăng Sukuna cũng đã thực hiện những điều cấm kỵ nào đó? Xuyên suốt Jujutsu Kaisen, việc ăn và hấp thụ đóng một vai trò khá là phổ biến, và biểu tượng của nó cũng thể hiện sự tồn tại song song giữa các linh hồn, như việc chú vật, chú thai và các ngón tay của Sukuna chẳng hạn. Ngay từ tập đầu, nhân vật chính của chúng ta đã nuốt ngón tay của Sukuna và bước vào cuộc hành trình của một chú thuật sư, và kể cả quá trình lấy lại sự sống của chú thai cửu tướng đồ cũng yêu cầu tìm kiếm vật chủ thay thế cho họ, nuốt những chú thai được yểm bùa. Không những thế, thuật thức của Yuta và Geto cũng liên quan tới hành động nuốt. Đặc biệt hơn nữa đó chính là sau khi nuốt, người thực hiện như Yuta và Geto sẽ hấp thụ sức mạnh từ những thứ đó. Yuta thì cần nó để copy thuật thức, còn Geto thì chiếm giữ nguyên hồn luôn vào trong bộ sưu tập của mình. Có lẽ với biểu tượng cái miệng to tướng của mình thì Sukuna cũng có thể làm được điều tương tự, và khả năng cao chính là hành động này đã khiến hắn sở hữu danh hiệu Đọa Thiên. Ngoài việc hấp thụ sức mạnh hay tinh hoa ra thì hành động tiêu hóa tham lam cũng là một chi tiết miêu tả tính cách độc đáo của Vua Nguyền Hồn, là phương cách nói đến thói quen ăn uống tàn sát của Vua Nguyền Hồn. Đồng thời, tính phàm ăn này cũng được nhắc đến ngay từ lần đầu Vua Nguyền Hồn xuất hiện ở thế giới hiện tại. Với ký ức và thông tin trong đầu Yuji, hắn có thể biết rằng con người trong thế giới lúc này đang rất là đông, và ngay lập tức thèm khát sờ chén phụ nữ trẻ cùng con nít, quả là một sở thích của ác thần. Và lúc đó, chúng ta ngay lập tức cũng nhận ra rằng đây là phản diện chính cho bộ truyện, mối đe dọa nguy hiểm nhất mà lực lượng phòng vệ của loài người sắp phải đối mặt. Khi ấy, chúng ta vẫn còn có Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại, để đánh bại con quái vật này. Nhưng giờ đây, ông thầy dí nhổ bị cắt ra rồi, thì liệu thế giới loài người trong Jujutsu Kaisen sẽ ra sao? Nếu thực ra, tác giả GG quyết định Sukuna mới là nhân vật chính. Liên quan đến quá khứ của Vua Nguyền Hồn, hắn đã được khiếp sợ trong suốt một khoảng thời gian dài, và con người muốn sống sót thì phải tôn thờ hắn như một vị thần. Sukuna từng là một nguyền hồn đáng sợ, sau khi quyết định không ở lại hình dáng con người nữa, hắn như một con quái vật tàn phá mọi thứ chỉ để thỏa mãn bản thân, thích ăn thì ăn, thấy ghét thì giết, mang nỗi sợ khiếp đảm lên toàn thế giới loài người. Khi ở hình dạng nguyên thủy, có lẽ sự phàm ăn của hắn đã đạt được mức cực đại, khi mà chiếc miệng ở bụng có thể đưa thức ăn vào, nuốt chửng và tiêu hóa ngay lập tức mà không cần phải thông qua hệ đường ruột. Có lẽ bằng khế ước hay phương thức chú thuật nào đó, Sukuna đã tạo nên được một cơ thể này mà không phải chịu bất kỳ một dị tật nào, khi mà cấu tạo cơ thể bình thường không thể đạt tới trạng thái như vậy. Về khía cạnh hấp thụ thuật thức, nếu như lòng tham của Vua Nguyền Hồn có thể áp dụng giống như copy của Yuta, thì với quãng đời lâu năm của hắn, Vua Nguyền Hồn có thể chọn cho mình những thuật thức bá đạo nhất nằm trong tầm khả thi. Ngoài việc đọc nhiều câu niệm chú trong cùng một lúc, thì lợi thế này còn có thể áp dụng để tối đa hóa một số thuật thức dùng đến ngôn ngữ như chú ngôn chẳng hạn. Đó là nếu Sukuna quyết định copy thuật thức này bằng cách tiêu hóa gì đó theo như giả thuyết phàm ăn phía trên. Chú ngôn hiện tại đang là thuật thức gia truyền của gia tộc Inumaki và có rất nhiều đánh giá tích cực về nó, nhưng cho tới nay Touge vẫn chưa đạt tới tiềm năng thực sự của chú ngôn. Đây là một thuật thức vô cùng đa năng nhờ vào cơ chế hoạt động dựa trên ngôn ngữ của nó. Độ hiệu quả của chú ngôn phụ thuộc rất nhiều vào sức mạnh của người sở hữu nó, có thể tác động lên bất kỳ đối thủ nào là sinh vật sống. Với cái miệng thứ hai, chú ngôn có lẽ sẽ là một thuật thức hữu dụng nếu Vua Nguyền Hồn sở hữu nó. Chiếc miệng thứ hai cũng có thể cho phép hắn dùng hai câu lệnh cùng một lúc, nghĩa là gấp đôi công dụng nhưng lại chia tổn hại từ chú ngôn lên từng cái miệng khác nhau. Ngoài ra, chú ngôn vừa mình vừa nói thì còn có thể tác động lên bất kỳ sinh vật sống nào, kể cả người không có chú lực. Tốc độ dính đòn sẽ tương ứng với tốc độ âm thanh khi mà lời nói của chú ngôn lan tỏa tới tai của đối phương. Và để phòng thủ trước thuật thức này thì chú thuật sư có thể vận chuyển chú lực lên khu vực vùng não để điều khiển chức năng của tai. Việc này ngăn không cho từ ngữ và câu lệnh mà chú ngôn đưa ra hoạt động bình thường. Vậy thì có lẽ đây chính là thuật thức khá là hữu hiệu khi đối đầu với những cá thể vô chú lực như Maki và Tochi. Thiên dữ chú phượt ban cho họ một cơ thể cứng cáp, nhưng bù lại, Maki và Tochi không thể phòng thủ bản thân bằng cách vận chú lực được.
Trong khi chú ngôn lại khai thác vấn đề này một cách triệt để, phạm vi trúng đòn sẽ là phạm vi nhận được âm thanh và cả tốc độ trúng đòn cũng sẽ bằng với tốc độ của lời nói. Tuy nhiên, viễn cảnh thuật thức gia truyền của Inumaki chạm trán với Maki hiện nay vẫn chưa hề có cơ sở nào hết, bởi Vua Nguyền Hồn có lẽ không hứng thú với chú ngôn, nhưng vì có thể dùng tới xiên huyết của xích huyết thao thuật cũng tồn tại khả năng Vua Nguyền Hồn biết đến các thuật thức gia truyền phải không nào. Và ngoài chú ngôn ra, thuật thức hài hước của Takaba cũng cần sử dụng lời nói, nhưng có lẽ nó liên quan về sự tự tin và tâm lý của người sử dụng nhiều hơn là cách mà họ phát ngôn. Và ngoài cái miệng ra thì cơ thể của Vua Nguyền Hồn vẫn còn rất nhiều chi tiết khác mà chúng ta vẫn chưa tìm hiểu hết, khi mà nó chưa được sử dụng quá nhiều trong những tình tiết truyện gần đây. Hiện tại thì cuộc chiến của Sukuna do đối đầu với Gojo quá dài nên phải nhường đất diễn lại cho Kenchaku và danh hài Takaba nữa. Còn các bạn nghĩ sao về việc Vua Nguyền Hồn sẽ thể hiện sức mạnh sau khi trận đấu tấu hài này kết thúc? Comment phía dưới video cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.